Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Máy Hòa Bình Minh. Và Linh đang có mặt ở kho xe của cửa hàng Xe Máy Hòa Nam Bình Minh 1, có địa chỉ là ở Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Và ngày hôm nay thì Linh sẽ cập nhật giá cho các bạn các dòng xe Honda tại thời điểm tháng giáp Tết này. Đây là tháng cuối cùng của năm 2023 âm. Và các bạn có thể thấy rằng phía sau này, xe máy cửa hàng bên Linh có rất nhiều các dòng xe, đầy đủ các phiên bản, các loại xe để các bạn lựa chọn. Thì không để các bạn chờ lâu hơn nữa, Linh sẽ đi từng góc tại kho xe cửa hàng bên Linh, từng dòng xe để có thể cập nhật giá cho các bạn nhé. Các bạn đừng quên là số điện thoại của Linh là 0987162438. Đầu tiên thì Linh sẽ cập nhật giá dòng xe Honda Vision. Thì Honda Vision hiện tại đã ra phiên bản mới năm 2023 và nó sẽ có 4 phiên bản để các bạn lựa chọn. Đó là phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản cao cấp, phiên bản đặc biệt và phiên bản thể thao. Thì với phiên bản dòng xe Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn, nó sẽ có màu đen bóng với mức giá là khoảng 32.400.000. Phiên bản cao cấp thì sẽ có hai màu sắc để các bạn lựa chọn, đó là màu đỏ mận và ngoài ra sẽ có màu trắng với mức giá khoảng hơn 33.000.000 một chút. Phiên bản đặc biệt màu xanh thì với mức giá cho các bạn là khoảng 33.000.000 đồng. Ngoài ra thì có một cái phiên bản mà cái vành phía trước nó sẽ cao hơn, to hơn so với các phiên bản còn lại. Đó là phiên bản thể thao với hai màu sắc, đó là màu đen nhám và ngoài ra nó sẽ còn có cả màu xám xi măng nữa. Thì sẽ để cho các bạn mức giá là khoảng ngoài 39.000.000 đồng. Và các bạn lưu ý này là đó là Honda Việt Nam tiếp tục dành tặng cho khách hàng chương trình quay số trúng thưởng khi mua xe tại thời điểm hiện tại. Khách hàng may mắn sẽ có cơ hội trúng Vision hoặc là SH350i. Còn nếu như khách hàng nào chưa may mắn trúng xe thì đối với dòng xe Honda Vision, khách hàng sẽ nhận được một thẻ cào trị giá 600.000 đồng các bạn nhé. Như vậy tất cả khách hàng mua Honda Vision đều được nhận rất là nhiều chương trình khuyến mại. Bên cửa hàng bên Linh còn tặng mũ bảo hiểm, áo mưa và thẻ thay dầu nữa khi gọn mua mẫu xe này. Và tiếp theo nữa thì Linh sẽ cập nhật giá của dòng xe Honda Lead. Lead là một trong những cái dòng xe tay ga mà Linh thấy rằng giá nó đang khá là tốt tại thời điểm hiện tại. Khoảng vài năm trở lại đây thì Linh thấy thời điểm này Honda Lead đang có mức giá rất là tốt. Với phiên bản tiêu chuẩn màu trắng chỉ với 36.000.000 đồng thôi là các bạn đã có thể sở hữu một chiếc xe Honda Lead phiên bản tiêu chuẩn màu trắng các bạn nhé. Và kể cả phiên bản tiêu chuẩn thì với mẫu xe Lead này cũng đều được trang bị là khóa thông minh Smart Key, có tính năng tìm xe và tính năng mở khóa xe. Tiếp theo đến phiên bản cao cấp và đặc biệt của dòng xe Honda Lead, thì với phiên bản cao cấp của dòng xe Honda Lead nó sẽ có màu đỏ và màu xanh than thì với mức giá khoảng 395. Còn với phiên bản đặc biệt của dòng xe Lead, hai màu sắc mà Linh thấy bán rất là chạy đó chính là màu bạc và màu đen nhám, màu bạc và màu đen nhám. Thì với hai màu sắc bạc và đen nhám của dòng xe Honda Lead, phiên bản đặc biệt sẽ để cho các bạn mức giá là khoảng ngoài 41.000.000 đồng thôi. Chỉ với hơn 41.000.000 đồng là các bạn đã có thể sở hữu cho mình một chiếc xe Honda Lead rồi các bạn nhé. Và tiếp theo nữa thì tiện thể đây Linh báo tới các bạn giá của một dòng xe rất là mới, đó là dòng xe Vario. Thì mẫu xe Honda Vario được Honda Việt Nam giới thiệu lần đầu tiên vào tháng cuối tháng 12 vừa rồi và hiện tại thì bắt đầu được bán ra tại các đại lý hết và bên Linh thì có đang sẵn hàng đầy đủ cho các bạn 4 phiên bản của dòng xe Honda Vario 160 các bạn nhé. Với phiên bản tiêu chuẩn màu đen bóng hiện tại thì đang có mức giá cho các bạn là khoảng ngoài 51.000.000 đồng. Phiên bản cao cấp màu xanh than với mức giá là khoảng ngoài 52.000.000 đồng. Và với phiên bản đặc biệt của mẫu xe này thì sẽ có màu đỏ nhám với mức giá là khoảng ngoài 55. Và với màu xám xi măng này thì hiện tại có mức giá là khoảng ngoài 56 các bạn nhé. Vì vậy nếu anh em nào quan tâm đến mẫu xe Honda Vario, một dòng xe tay ga mới của Honda Việt Nam, thì các bạn hãy liên hệ với Linh theo số điện thoại là 0987162438 các bạn nhé. Và các bạn có thể thấy là mẫu xe này thì trước đây thường thì các hàng chỉ thấy nó là một dòng xe nhập khẩu, thì hiện tại Honda Việt Nam đã sản xuất chính hãng rồi. Và khi mua mẫu xe này thì các bạn có thể thấy là mẫu xe này được trang bị đầy đủ những cái tính năng tiện ích mà hiện đại mới nhất của Honda Việt Nam, với mức giá dao động cho các bạn là khoảng từ ngoài 51 cho đến khoảng ngoài 57.000.000 đồng các bạn nhé. Tiếp theo nữa thì vẫn tiếp tục bên Linh vẫn đang có đầy đủ các phiên bản và màu sắc của dòng xe Honda Avalade. Các bạn có thể thấy là phía sau này Honda Avalade bên Linh có trưng bày đầy đủ luôn. Đây là LED phiên bản 160 bản đặc biệt các bạn. Ngày hôm nay thì đang để mức giá cho các bạn là khoảng 58.000.000 đồng cho phiên bản LED 160 phiên bản đặc biệt các bạn nhé. Còn ở phía bên này thì Linh có LED 125 này, màu đen nhám. Đây là phiên bản đặc biệt của bản 125. Màu đen nhám, hiện tại bên Linh đang để mức giá cho các bạn là khoảng ngoài 43.000.000 đồng. Còn với phiên bản tiêu chuẩn của dòng xe LED này thì nó sẽ có màu đỏ và ngoài ra thì có màu xanh than. Các bạn có thể nhìn thấy ở phía xa kia sẽ có LED phiên bản màu đỏ đấy ạ.
với mức giá khoảng ngoài 40 triệu đồng thôi. Hai màu sắc là đỏ và màu xanh than, chỉ với mức giá là khoảng ngoài 40 triệu đồng thôi các bạn nhé, cho bản LED 125. Còn ở đây thì Linh có một chiếc xe Honda LED phiên bản 160 này, màu đen bóng, một trong những cái màu sắc rất là đẹp, thời gian vừa rồi mình có bị hết hàng đấy ạ. Với mức giá khoảng 56 triệu đồng các bạn nhé. 56 triệu đồng các bạn có thể sở hữu cho mình một chiếc xe LED 160 phân khối, được trang bị hệ thống phanh ABS trên kênh bánh trước các bạn nhé, với mức giá là khoảng 56 triệu đồng. Còn ở phía sau này thì các bạn có thể thấy là Honda SH1 ạ. SH1 thì ở đây Linh, gần như là bên Linh thời điểm này Linh thấy rằng tất cả các dòng xe nó đều đủ các phiên bản, nó màu sắc các bạn lựa chọn ạ. Với phiên bản phanh ABS ở đây Linh có màu đỏ đen là phiên bản cao cấp, sẽ có mức giá cho các bạn với phiên bản cao cấp màu đỏ đen là khoảng 68 triệu đồng. Cũng đã rất lâu rồi phiên bản ABS nó mới xuống cái mức giá dưới 70 triệu đồng đúng không ạ? 68 triệu đồng. Ở bên này thì Linh có một màu sắc mới của dòng xe SH1, đó là màu xám xi măng, màu xám đen, thì sẽ có mức giá cho các bạn là khoảng ngoài 71 triệu đồng các bạn nhé. Còn với phiên bản phanh thường thì nó sẽ có 3 màu sắc để các bạn lựa chọn, đó là màu xanh, ngoài ra có màu đỏ và màu trắng nữa. Đây cũng là một trong những màu sắc mới của dòng xe SH1 2023 đấy ạ. Với mức giá sẽ dao động cho các bạn là khoảng ngoài 57 triệu đồng thôi. Chắc là cũng lâu lắm rồi SH1 nó mới xuống cái mức giá là dưới 60 triệu đồng, tức là khoảng ngoài 57 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu một chiếc xe SH1 rất là thời trang và sang trọng rồi đúng không ạ? Đó, và Vision trắng phiên bản cao cấp hôm nọ cũng hết hàng thì hôm nay cũng đã sẵn hàng rồi đấy ạ. Với mức giá chỉ khoảng ngoài 33 triệu đồng thôi các bạn nhé. Một mức giá vô cùng hấp dẫn cho các bạn. Ở phía bên này thì các bạn có thể thấy là LED 160 ạ, màu xanh than, đây là cũng một trong những cái màu rất là hiếm có này, với mức giá cho các bạn là khoảng 56 triệu đồng ạ. Tiếp theo nữa thì anh em nào mà lựa chọn SH350i thì Linh cũng đã làm rất là nhiều cái video về báo giá mẫu xe này rồi, thì bên Linh giá vẫn không thay đổi các bạn nhé. Giá SH350i bên Linh là 125 triệu đồng cho các màu sắc ạ. Ở đây thì Linh đang sẵn hàng là màu trắng này, màu đen nhám này, ngoài ra thì kể cả các bạn lựa sang những màu như là màu bạc đen hay là màu xám xi măng bên Linh cũng sẵn hàng, với mức giá là 125 triệu đồng nhé. Phía trong cùng này thì có một em rất là hot hit mà đã lâu lắm rồi không có, một chiếc xe Super Coupe phiên bản 125. Dòng xe này là mẫu xe nhập khẩu các bạn nhé, màu đen nhám rất là đẹp đúng không ạ, các bạn có thể nhìn rất là đẹp luôn, mẫu xe phiên bản mới năm nay đấy, 23. Tuy nhiên thì nó có mức giá cũng hơi cao đấy ạ, 160 triệu đồng cho chiếc xe Honda Super Coupe 125 nhập khẩu nguyên chiếc này các bạn nhé. Anh em nào mà thích chiếc xe này thì các bạn có thể lựa với giá là khoảng 160 triệu đồng các bạn. Tiếp theo nữa thì Linh sẽ báo giá thêm một số dòng xe. Linh sẽ báo giá dòng xe Honda SHI các bạn ạ. Các bạn hãy theo Linh qua bên này, vì bên này Linh có một khu trưng bày. Bên này Linh có một khu sẽ trưng bày về mẫu xe Honda SHI các bạn nhé. Đó. Ở bên này thì Linh có Honda SHI phiên bản mới năm 2023. Đó. Và ở đây thì Linh sẽ lấy một chiếc xe ra các bạn xem này. Đây là phiên bản mới 2023 các bạn nhé. Và đây là bản 160. 125 năm nay cũng sẽ có màu này các bạn ạ. Đây là phiên bản 160 các bạn nhé. 160 so với 150 trước đây thì thực ra nó cũng chỉ thay đổi tên gọi thôi, còn vẫn là dung tích xi lanh là 156,9cc các bạn nhé. Và nó thay đổi một chút nữa đó là thêm một cái đường tem đỏ ở phía trước như này, có thể trông nổi bật hơn đấy ạ. Thì hiện tại với cái màu đen nhám bản 160, đây là gần như là một phiên bản đắt nhất của dòng xe SH160 rồi. Thì nó sẽ có mức giá cho các bạn là 120 triệu đồng cho màu đen nhám mà Linh đang ngồi đây ạ, phiên bản 160 các bạn nhé, mẫu 2023 các bạn nhé. Đó, anh em nào lựa chọn mẫu xe SH thì các bạn có thể liên hệ với Linh. Còn hai màu sắc thông thường của mẫu xe này đó chính là màu đỏ mận này và màu trắng. Thì các bạn lưu ý này, với phiên bản 2023 thì phanh CBS sẽ được trang bị vành đen luôn, tức là phiên bản tiêu chuẩn sẽ là vành đen luôn các bạn ạ. Với bản 125, Linh đang đứng cạnh đây là có màu đỏ và màu trắng, với mức giá cho các bạn là khoảng ngoài 82 triệu đồng phanh CBS. Còn với phiên bản phanh ABS thì nó sẽ có mức giá cho các bạn là ngoài 92 triệu đồng. Thì các bạn thấy này, với phiên bản ABS thì cái vành của nó sẽ là vành trắng, yên và nhựa, sẽ là yên nâu và nhựa nâu các bạn nhé. Yên nâu và nhựa nâu, đây là bản ABS. Bản ABS thì với phiên bản 125 ABS sẽ có mức giá cho các bạn là khoảng ngoài 92 triệu đồng. Còn với phiên bản 150 phanh CBS sẽ có mức giá khoảng 99 triệu đồng. Và ABS sẽ có mức giá là khoảng bản 160 ABS sẽ có mức giá là khoảng
116 triệu đồng các bạn nhé. Đó là giá về mẫu xe Honda SH 2023. Ngoài ra thì với phiên bản 2022, phiên bản 2021 thì bên Linh cũng vẫn còn một số màu sắc ạ. Vì vậy nếu như anh em nào mình đang lựa chọn mua mẫu xe SH thì các bạn liên hệ với Linh để được tư vấn cụ thể và chi tiết hơn. Linh cũng tiện thể Linh cũng báo thêm một số dòng xe. Các bạn có thể thấy là hầu như là những cái màu xe mà đẹp nhất, hot nhất luôn luôn sẵn tại cửa hàng bên Linh. Honda Lead màu đỏ mận các bạn nhé. Một mức giá vô cùng hấp dẫn với phiên bản cao cấp. Ngày hôm nay chỉ có mức giá cho các bạn là 39 triệu 500 thôi. Hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho Linh theo số điện thoại là 0987162438 nhé. Các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội mua xe giá rẻ trong năm nay để có thể dinh cho mình một em xe đi trong Tết Nguyên Đán sắp tới các bạn ạ. Ngày giáp Tết cận kề rồi, các bạn nên mua sớm các bạn nhé. Mình mua sớm thì có thể sở hữu cho mình một chiếc xe cũng như là được màu sắc ưng ý nhất các bạn nhé. Với màu đỏ đấy ạ, mức giá khoảng ngoài 39 triệu đồng thôi. Một mức giá khá hấp dẫn. Còn đối với dòng xe S21 thì ở đây Linh cũng có một cái màu sắc rất là đẹp và mới. Đó là màu xanh đen phiên bản cao cấp các bạn nhé. Màu xanh đen phiên bản cao cấp. Màu này năm nay mới có thôi, Linh cũng rất là thích cái màu sắc này luôn. Màu xanh đen này lạ, rất là đẹp. Với mức giá cho các bạn nó cũng chỉ khoảng 68 triệu đồng thôi. Khá là hấp dẫn đúng không ạ? Phanh ABS phiên bản cao cấp màu xanh đen với mức giá khoảng 68 triệu đồng các bạn nhé. Còn lên 125 thì các bạn có thể quan sát kỹ hơn và chi tiết hơn về hai màu sắc trên phiên bản tiêu chuẩn với mức giá là khoảng tầm 40 triệu, hơn 40 triệu một chút xíu thôi ạ. LED 125 các bạn nhé, hai màu sắc đỏ và xanh than, hai màu sắc vô cùng đẹp của mẫu xe Honda LED phiên bản 125 với mức giá là khoảng hơn 40 triệu đồng. Và hiện tại thì khi mua tất cả các dòng xe Honda, quý khách hàng sẽ tiếp tục được tham gia chương trình quay thưởng. May mắn khách hàng sẽ có cơ hội trúng xe Honda Vision hoặc là xe SH350i. Và cửa hàng bên Linh tặng phần quà cho tất cả khách hàng mua xe, đó là mũ bảo hiểm, áo mưa và mũ bảo hiểm, áo mưa và thẻ thay dầu các bạn nhé. Rất nhiều phần quà dành tặng cho các bạn. Khách hàng ở xa thì các bạn liên hệ với Linh theo số điện thoại là 0987162438 nhé. Linh sẽ hỗ trợ thêm tiền xăng xe nữa. Và rất mong là sẽ được gặp các bạn tại cơ sở Head bên Linh. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn.